Đức Phật dạy về 11 loại nhân duyên kiếp trước. Vậy thì kiếp trước bạn là ai? Phật gia giảng về luân hồi, chuyển sinh, về kiếp trước, kiếp sau. Rất nhiều người mang sẵn trong đầu tư tưởng vô thần, thường cho đó là những chuyện mê tín dị đoan. Nhưng thử hỏi, nếu tất cả là mê tín thì chẳng phải những sự tình trên đời đều chỉ là một trò đùa ngẫu nhiên của tạo hóa thôi sao? Thử hỏi, mối duyên với cha mẹ, bạn bè, với vợ chồng của chúng ta cũng chỉ là chuyện hên xui, may rủi, là hoàn toàn ngẫu nhiên hay sao? Thật ra, nhân duyên là tiền định từ kiếp trước. Những sự việc xảy ra trong đời này của một cá nhân thấy đều là kết quả từ đời trước vậy. Có một lần, Đức Phật nói với Ngài A Nan: "Ta thấy vạn vật trong trời đất đều có nhân duyên kiếp trước." Ngài A Nan nghe thấy Đức Phật nói, liền tới quỳ trước mặt Đức Phật hành lễ và hỏi: "Xin hỏi người, đó là nhân duyên gì?" "Những điều này tất cả các đệ tử đều muốn biết, xin người hãy diễn thuyết thuật lại để khai thị độ hóa những người không biết." Đức Phật nói: "Con người nếu bồi dưỡng phúc đức cũng giống như cái cây kia. Phúc đức là một cái hạt được trồng xuống đất, sau đó dần dần lớn lên, kết thành quả và mang lại lợi ích. Thứ nhất, những người mà kiếp này may mắn có địa vị cao quý, được xã hội trọng vọng làm quốc vương hay chức cao đại thần, là người có quyền có thế, thì kiếp trước đều là những người lễ phép, biết kính trọng Phật mà đến. Thứ hai, người kiếp này mà giàu sang và phú quý thì ắt kiếp trước cũng đều là những người đã từng bố thí hay cứu tế và cho đi rất nhiều. Thứ ba, người kiếp này mà sống thọ, có sức khỏe dồi dào, hiếm hay không bị bệnh tật, đa phần kiếp trước đều là người luôn giữ vững giới cấm và rất coi trọng tôn nghiêm nhà Phật. Thứ tư, người kiếp này lớn lên đoan chính, gương mặt thanh tú, dung mạo xinh đẹp, thần thái rạng ngời, hữu xạ tự nhiên hương, khắp thân mình luôn tỏa ra một mùi thơm mát. Người này gặp người người thích, cất tiếng nói người người muốn nghe. Đó chính là kết quả của việc kiếp trước họ đã tu nhân tích đức, biết lấy khiêm nhường và nhẫn nhịn làm niềm vui. Thứ năm, người nào kiếp này điềm đạm, cư xử bình tĩnh, không bao giờ hấp tấp vội vàng, cả trong nói năng và trong hành động đều rất cẩn trọng, biết chừng mực, thì ắt hẳn kiếp trước đều là những người đã từng tu thiền định, tâm tưởng thanh tịnh. Thứ sáu, người kiếp này tài năng và thông suốt pháp, thậm chí có thể thuyết giảng, đồng thời hóa độ người u mê hay ngốc nghếch, biết trân quý lời nói và tự động truyền rộng Phật Pháp ra ngoài để người người trong chúng sinh cùng thấu hiểu. Người có đức tính ấy ắt là kết quả của việc kiếp trước đã tu trí huệ mà thành. Thứ bảy, người nào có giọng nói trong trẻo, âm vực rõ ràng và vô cùng truyền cảm thì ắt hẳn kiếp trước là người tới từ Tam Bảo ca hát. Tam Bảo là chỉ Phật, Pháp và Tăng. Thứ tám, người nào kiếp này từ nhỏ mà đã ngốc nghếch thì ắt là do kiếp trước đã không muốn nhận sự dạy dỗ, luôn chỉ bảo người khác. Thứ chín, người mà kiếp này làm nô lệ hay làm kẻ ở cho người khác thì đa phần là do kiếp trước đã thiếu nợ, có vay nhưng chưa hoặc không trả người ta. Thứ mười, người mà kiếp này có địa vị thấp kém, sống đời nghèo hèn, đa phần là bởi ở kiếp trước đã không biết lễ phép và kính trọng Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. 11. Người nào kiếp này sạch sẽ, không bệnh tật là vì kiếp trước không bao giờ đánh người, tâm luôn từ bi, lấy thiện đãi người. Mọi việc
trên thế gian này đều thuận theo quy luật nhân quả, đều có căn nguyên của nó. Đừng trách vì sao người ác vẫn được giàu có, hay đừng trách vì sao mình tốt bụng lương thiện mà chỉ mãi nghèo khổ. Chẳng người tốt nào mỗi lần đi làm việc tốt mà trong đầu lại nghĩ đến việc được phúc bao giờ. Có người cứ mỗi lần gặp họa lại phàn nàn, tại sao tôi làm nhiều việc tốt thế, tôi sống lương thiện thế, vậy mà lại không được báo đáp, toàn gặp chuyện xui xẻo là sao? Cái mà người ta buông bỏ chấp nhất không phải là buông bỏ tất cả mọi thứ trong cuộc sống, như cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ. Đó hoàn toàn không phải là sự buông bỏ, mà là một loại cực đoan khác, là một kiểu vô trách nhiệm, buông xuôi, phó mặc sinh mệnh mình. Sự buông bỏ đích thực chính là tiêu trừ những thứ dục vọng và tâm không tốt, những thứ bám riết lấy tâm người ta như tham vọng về danh, lợi, tình, sự đố kỵ, ghen ghét. Trong kiếp luân hồi, ác nghiệp và phúc báo luôn đi theo con người như hình với bóng. Nhân duyên ở kiếp trước sẽ còn kéo dài tới ngàn kiếp sau, và nghiệp duyên kiếp nọ cũng sẽ lưu truyền mãi tới kiếp kia. Bởi thế, Phật gia mới giảng cần phải tích đức, hành thiện, làm điều tốt, sống thiện lương để gây một phúc báo cho kiếp sau. Người mà tích được đại phúc thì đời sau còn có thể đắc được thân người trong vòng luân hồi lục đạo. Người chỉ làm điều xấu, hành ác, gây nghiệp duyên, đời sau ác hẳn phải chịu thác sinh làm động vật, thậm chí chịu hủy diệt hoàn toàn. Người mẹ của Kỷ Hiểu Lam, nhà văn thời nhà Thanh, là Trương Thái Phu Nhân. Bà có thuê một người nấu nướng trong phủ. Dưới đây là một câu chuyện có thật mà người đầu bếp này kể lại. Quê nhà của tôi có một người rất nghèo, phải ra ngoài xin ăn. Một ngày kia, chàng ta đi cả nửa ngày trời, đến lúc chập tối, cảm thấy mình như bị lạc đường. Chỉ thấy đường đá gồ ghề, bầu trời tối đen, không biết đi hướng nào mới phải. Anh này đành phải ngồi dưới gốc cây, đợi đến trời sáng ngày hôm sau mới đi tiếp. Anh chàng ăn xin, bỗng thấy một người từ trong rừng cây đi đến. Phía sau có 3-4 người theo hầu, người nào người nấy đều cao lớn vạm vỡ. Chàng ăn xin trong lòng sợ hãi, liền vội vàng quỳ xuống xin tha. Người kia đồng cảm nói, nhà ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không làm hại nhà ngươi đâu. Ta là thần hổ, chuyên trông coi bầy hổ. Bây giờ là lúc đến phân chia thức ăn cho chúng. Loài hổ có thể ăn thịt người, nhưng không phải ai cũng ăn thịt. Người hãy chờ coi. Thần hổ nói xong, liền hú dài một tiếng. Rất nhiều con hổ đều chạy đến tập hợp nghe lệnh. Thần hổ nói chuyện với bầy hổ, người ăn xin nghe chẳng hiểu gì. Một lúc sau, bầy hổ tản đi mất, chỉ còn lại một con hổ ẩn náu trong đám cỏ. Một lát sau, có một người đàn ông gánh nặng trên vai đi qua. Con hổ nhảy chồm tới, khiến người này hoảng sợ, vứt quan gánh, tìm cách chạy thoát thân. Tuy nhiên, con hổ bỗng nhiên ngừng lại và quay về bãi cỏ. Rồi lại xuất hiện một phụ nữ. Con hổ to lớn lập tức nhảy tới và vồ lấy người này, rồi ăn thịt, chỉ chừa lại bộ y phục. Vị thần hổ đi tới, nhặt bộ y phục lên. Trong túi người phụ nữ vừa bị hổ ăn thịt, nặng trĩu ngân lượng. Ăn mày vừa hoảng sợ, vừa không rõ xảy ra chuyện gì, vị thần hổ kia bèn giải thích. Chúa Sơn Lâm chỉ ăn thịt động vật hoặc những kẻ không có phẩm chất của con người mà thôi. Chúng sẽ tha mạng cho người lương thiện bởi linh khí trên đầu họ. Nói chung, những người mà lương tri vẫn còn, trên đầu người đó họ sẽ có vầng sáng. Hổ mà nhìn thấy vầng sáng này tuyệt không dám làm càn. Con người mà lương tri chẳng còn, vầng sáng trên đầu sẽ mất hết. Hạng người này so với cầm thú cũng chẳng khác gì, hổ mới được phép ăn. Như người đàn ông quẩy gánh lúc nãy, dù tướng mạo dữ dằn, nhưng trong tâm lại là người lương thiện. Ngày ngày, anh ta đi bán hàng để phụng dưỡng cha mẹ già yếu, chị dâu ngoá bụa và nuôi đứa cháu mồ côi. Chính bởi một niệm lương thiện này, vầng sáng trên đầu anh ta
Tuy nhỏ không đáng kể, nhưng hổ nhìn thấy cũng lảng tránh không dám làm hại. Còn người phụ nữ đến sau, vốn bỏ chồng và đi lấy người đàn ông khác. Khi ở với con chồng, đã ngấm ngầm hành hạ, đánh đập đứa bé không thương tiếc. Hơn nữa, người này còn lấy trộm tiền của chồng kế để đem về cho con gái bà ta. Bởi vậy mà trên đầu không có chút vầng sáng nào. Chính vì vậy, hổ coi bà ta là động vật và đã ăn thịt. Còn ngươi, tuy tàn tật và phải đi ăn xin hàng ngày, nhưng vẫn luôn biết san sẻ chút lương thực cho mẹ kế già nua. Vầng sáng trên đầu ngươi cao hơn một thước, vậy nên ta mới giúp đỡ nhà ngươi, chứ hoàn toàn không phải nhà ngươi quỳ xuống cầu xin mà ta thương tình. Nhà ngươi hãy cố gắng làm nhiều việc thiện, tương lai sẽ còn nhiều phúc báo chờ đợi nữa. Ngươi hãy tự tin mà bước về nhà, ta sẽ chỉ đường dẫn lối cho. Hãy về nói lại với dân làng chuyện hôm nay, để mọi người sống tốt hơn, sẽ được thần linh phù hộ mà tránh tai ương. Người ăn mày tàn tật nghe xong, cảm tạ và đứng dậy bước về nhà. Chàng đi suốt một ngày một đêm, cuối cùng đã về được đến nhà. Trong thôn làng, mọi người sau khi nghe được câu chuyện này, ai nấy đều tin nghe và mau chóng tu chỉnh bản thân mình, một lòng hướng thiện. Ai là người tốt, ai là kẻ xấu tán tận lương tâm, đôi khi người thường thật khó mà phân biệt được. Tuy nhiên, tại không gian khác, thần linh lại nhìn thấy được hết sức rõ ràng, qua đó sẽ phù trợ cho người lương thiện. Thời xưa có rất nhiều người trung hậu thật thà, lòng giữ thiện niệm, không tranh với đời, mọi việc đều nghĩ cho người khác trước. Thời đó có rất nhiều người đều giản tính, hiếu thảo, họ dựa theo nhân nghĩa, lễ trí tính và lời dạy của các bậc thánh hiền để ước thúc ngôn hành của mình. Những người như vậy luôn có vầng sáng rạng rỡ trên đầu, chúng thần nhìn thấy sẽ gắng sức giúp đỡ mọi nơi. Bản thân họ đương nhiên cũng sẽ không có tai nạn gì lớn, đây gọi là người hay tích đức, phúc thọ có thừa. Vậy nên, chúng ta cần phải nghiêm túc học tập mỹ đức của người xưa, lòng người hướng thiện. Câu chuyện trên cũng chính là những lời nhắn nhủ chân thành với những ai đã đánh mất đức hạnh. Hãy kịp thời dừng chân trước bờ vực thẳm. Quay đầu là bờ, hãy mau mau tìm về bản tính lương thiện của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư liên hữu gần xa, Đại sư Ấn Quang là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, chính là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài đã từng chỉ dạy, không luận xuất gia, tài gia, đều phải trên kính dưới hòa, nhẫn điều người không thể nhẫn, làm việc người không thể làm, chịu thay khổ nhọc, thành tựu việc tốt cho người. Lúc tỉnh tọa thường xét lỗi mình, khi nhàm đàm đừng chê kẻ khác, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, mặc áo, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ chuyên nhất một câu niệm Phật, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không cho gián đoạn. Ngoài niệm Phật ra, không khởi niệm khác. Nếu như dòng niệm chợt sinh, ngay đó liền phải dứt trừ. Thường luôn luôn hổ thẹn, sám hối lỗi lầm. Dù có tu trì, vẫn thấy mình khiếm khuyết, không được kiêu căng, chỉ xét lỗi mình, không vạch lỗi người, chỉ nhìn cái hay, không tìm điều dở, luôn luôn nghĩ tất cả đều là Bồ Tát, ta chỉ là phàm phu. Nếu y lời này dụng công tu hành, quyết định giảng sanh Tây Phương. Một, hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch những vọng động, tu trì tịnh nghiệp. Hai, nghĩ không còn sống lâu trong thế gian, cái chết có thể đến trong sớm tối, nào còn dám xen vô chuyện người khác. 3. Sanh lòng chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành, cung kính trì danh hiệu Phật, giếp tai lắng nghe, từng câu từng chữ nối với nhau, đừng sót câu nào. Thường nghe cả ngày tiếng niệm Phật của mình, thì tâm sẽ thanh tịnh, tâm sẽ quy nhất. 4. Dẫu cho tâm đã tịnh, dòng bị khuất phục rồi, chớ nên sinh tâm hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. 5. Gặp bất cứ ai, đều khuyên họ niệm Phật,
cầu sanh Tây Phương. Con người ở trong thế gian chẳng thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, đều là vì vọng niệm gây nên. Ngay trong lúc niệm Phật, liền nghĩ như chính mình đã chết, chưa được vãng sanh. Trong mỗi một niệm đều gác bỏ tất cả hết thảy tình niệm thế gian ra ngoài, trừ một câu Phật hiệu ra, không có một niệm nào để được. Làm thế nào để niệm được như thế? Là vì ta đã chết rồi, tất cả hết thảy vọng niệm đều chẳng vướng mắc nữa. Niệm được như thế, ắt sẽ có lợi ích lớn lao. Những kẻ tri kiến nhỏ nhoi, hiện thời hễ hơi có một chút cảnh giới tốt đẹp bèn tự mãn, tự cho là đủ, tưởng mình đã đắc tam muội rồi. Hàng người ấy, 10 người hết 9 người đều bị ma dựa, phát cuồng. Vì tâm niệm cách ngăn với Phật, phù hợp với ma, cho nên thành ra như vậy. Những ai chân thật thực hành theo lời dạy này, thảy đều đạt được lợi ích chân thật. Số người giảng sanh đông nhiều không thể tính đếm nổi. Trong quá trình sưu tập truyền giảng sanh, chúng tôi dần thấy hầu hết những vị giảng sanh đều có đặc điểm chung giống giống nhau. Đó là tính tình thiệt thà, chất phác, khiêm cung, nhún nhường. Cổ đức cho biết rằng đối với pháp môn tịnh độ có hai hạng người dễ dàng thành tựu, đó là bậc thường trí và kẻ hạ ngu. Bậc thường trí tức là những người thông tông thông giáo, chúng ta không thể học theo được. Còn hạ ngu, chúng ta có thể miễn cưỡng học tập. Chỉ cần cái gì ta cũng không biết, chỉ biết cuộc đời ta đang sống đây đầy dẫy khổ đau, mà người mong manh trong hơi thở, chỉ biết danh hiệu Phật A Di Đà là chiếc phao duy nhất đưa ta ra khỏi dòng sanh tử luân hồi, rồi buông xuống tất cả, chấp nhận mọi thua thiệt mộng mị của kiếp người. Giả lại thua thiệt bất quá cũng chỉ 100 năm là cùng, đời sau ta sẽ nhất định giảng sanh thành Phật. Tập truyện giảng sanh tập 3 vừa hoàn tất, chúng tôi xin ra mắt cúng dường khắp tất cả mọi nơi. Việc làm này nếu có chút ít công đức nào, xin hồi hướng 10 phương pháp giới chúng sanh, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Miền Tây, ngày rằm tháng 7 năm Đinh Dậu, thay mặt nhóm liên hữu miền Nam đất Việt. 1. Trần Thị Lè, 59 tuổi. Cô Trần Thị Lè sinh năm 1954, cư ngụ tại ấp Long Phước, xã Ô Long Dĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Song thân là của ông Trần Văn Luân và cụ bà Hà Thị Ninh. Cô là chị hai trong gia đình có 7 người con. Tính tình của cô rất chân thật, hiền lành, vui vẻ, siêng năng, an nhẫn mọi cảnh duyên. Năm 1971, cô có ghi danh học khóa Đạo Pháp Khai Tâm do giáo hội tổ chức tại Phú Tân. Ngày rằm tháng 7 năm 1972, lúc 18 tuổi, cô phát tâm trường chay. Sau đó khuyên cha mẹ bỏ nghề chài lưới, rồi lần hồi cả gia đình đồng ăn chay tu hành. Năm 1974, cô xin cha mẹ cho phép đi với cô Năm Nở, vừa là bà con thân thích mà cũng vừa là bạn đạo, cùng nhau cất thất gần An Hòa Tự, thuộc quyền Phú Tân để ở tu. Thời gian này cô rất tinh tấn nỗ lực dụng công, ngày đêm 4 thời hành đạo. Sau lễ bái, cô ngồi niệm Phật khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ. Nhiều lúc công việc bận rộn vẫn không bỏ thời. Cô cũng thường xem kinh sách, nhưng chủ yếu vẫn là quyển Thi Văn Giáo Lý toàn bộ. Các ngày sóc vọng, cô cũng có đến chùa tham gia phần diễn ngâm, bởi giọng đọc của cô tương đối tốt. Thời gian tu ở đây được 5 năm, thì cô về cất thất gần nhà, vừa tu vừa tiện bề lo phụng dưỡng song thân. Đời sống sinh hoạt của cô rất bình dị, sự ăn mặc giản đơn cần kiệm, dù rằng phải làm lụng vất vả bằng nhiều nghề như làm ruộng, làm rẫy, làm nhang, mai mệnh để nuôi sống gia đình, nhưng cô vẫn luôn sẵn sàng tùy phần giúp đỡ mọi người xung quanh về tiền bạc cũng như công sức. Mỗi khi hay tin các em cháu cất thất tu hành, cô đều tận tâm ủng hộ hết mình. Tất cả tiền bạc làm ra, cô đều chi dùng cho sinh hoạt gia đình, không hề so đo tính toán, lo chăm sóc cha mẹ khi bệnh hoạn cũng như lo cho các em.
cô chưa từng lo cho bản thân, chưa từng nghĩ đến bản thân mình. Có mấy bộ đồ cũ kỹ cứ mặc hoài, chẳng để tâm sắm sửa may mới. Một điểm rất đặc biệt nổi bật là cô phát tâm nuôi bệnh. Bất luận thân sơ lạ quen gì, hãy ai có nhu cầu cô liền đáp ứng, mà không nhận một khoản thù lao nào. Cũng cần nên biết, vào khoảng những năm sau 75, về phương diện vật chất, hầu hết các bệnh viện đều thiếu thốn đủ mọi thứ. Ngay cả bệnh nhân còn phải hai người một giường, và người chăm sóc phải thức đêm thức hôm, nên rất vất vả. Nếu không có sức khỏe tốt, không có nghị lực cũng như thiền tâm thiền chí tương đối kha khá, thì khó có thể ở trong bệnh viện xuyên suốt trọn vẹn quá trình từ nhập cho tới xuất viện, vì thời gian trung bình khoảng một hoặc vài tuần lễ. Nhiều năm nuôi bệnh nên hầu hết các bệnh viện lớn ở Sài Gòn đều là chỗ cô tới lui như ăn cơm bữa. Bao nhiêu thủ tục giấy tờ nhập xuất viện cô đều thông thạo, thuộc loại chuyên nghiệp lâu năm. Thuở xưa cổ đức đã từng bảo: thấy ai khổ biết đồng tình, không lần chuỗi hộp cũng thành Phật tiên. Khởi tâm lành khó vô biên, người nào có được thần tiên chẳng phạt. Ráng làm những việc khó làm, quỷ thần nể mặt thế phàm kiên quan. Hứa làm gì chớ để sai, nguyện tu thì phải thường ngày lo tu. Dẫu đường xa mấy mặc dù, cố đi dạng dầm cũng thu ngắn tầm. Tu hành có được nhất tâm, thành công chắc chắn như cầm trong tay. Tu lâu không tiến Phật đài, bởi tu cửa miệng chẳng hay tu lòng. Cho ra chỉ có một đồng, muốn vào cả dạng tiền công tiền lợi. Mới vừa lạy Phật ban mơi, kế chiều đó muốn được ngồi tòa sen. Ở trần dối trá đã quen, khi vào cửa Phật cũng bèn dối luôn. Thấy đời tu dối thêm buồn, gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Người tu người khỏi khổ đời, lợi chi cho Phật bằng người kể công. Tu thì phải nhớ thành lòng, dối tu thêm tội đừng hòng giảng sanh. Gắn công trì niệm đêm thanh, đủ đầy tín nguyện tất thành tựu cao. Đợi khi mưa đổ ào ào, mới lo mua lá bào nhào tấm thân. Làm hiền hiền đến bên chân, làm hung hung dính sau lưng không rời. Thích ai người đó đến chơi, hung mà muốn được hiền mời khó thay. Nhân nào quả nấy không sai, đừng gây nghiệp dữ phải gây nghiệp lành. Xưa nay dạy việc tu hành, muốn người tránh nghiệp bất lành vậy sao? Cũng vì nghiệp ác gây vào, chúng sanh cứ mãi truyền lao trong trần. Nay không chấm dứt ác nhân, sẽ lưu ác báo cho thân mai này. Khổ thân chẳng phải phút giây, mà là khổ ấy kéo dài vô biên. Sống trong cảnh khổ triền miên, thức thần do đó đảo điên lu mờ. Chúng sanh lắm kiếp không ngờ, trước kia thú vật, bây giờ người ta. Khi người, khi thú, khi ma, đều do nghiệp tạo sanh ra sáu đàn. Tây phương quyết chí nguyện sang, chuyên tu tịnh nghiệp sen vàng đơm bông. Nghiệp này ra khỏi trần hồng, an vui vĩnh viễn thoát vòng trầm luân. Cô thường xuyên tham dự những ngày niệm Phật định kỳ của các đồng tu tổ chức tại gia và cầu nguyện tuần thất cho các thân hữu cũng như bà con hay đồng đạo trong vùng. Ngoài ra cô còn đến phòng thuốc nam để công quả chặt thuốc, phơi thuốc. Mãi đến sau này, cô cũng đã ghi danh tham dự khóa học do giáo hội tổ chức tại địa phương, hăng hái học hỏi Phật Pháp mà không ngần ngại tuổi đời của mình đang ở mức cao niên. Những khi rảnh rỗi, cô thường xem, nghe kinh sách hoặc băng đĩa, nhưng công phu chính yếu vẫn là niệm Phật trong mọi oai nghi. Luôn sanh tâm nhàm chán cõi ta bà đầy đau khổ này, một lòng nguyện giảng sanh Tây Phương tịnh độ, xem đây là hành trang duy nhất của đời mình. Sự tu hành của cô duy trì âm thầm và đều đặn như thế trải suốt mấy mươi năm trôi qua, dường như chưa từng thay đổi. Đến ngày 29 tháng 11 năm 2012, cô cảm bệnh, hệ thống tiêu hóa rối loạn, bụng sưng to. Em gái thứ út đề nghị cô nên ra Sài Gòn để khám bệnh và muốn cùng đi chung với cô. Nhưng cô không cho mà chỉ đi một mình. Đến bệnh viện Đại học Y Dược, bác sĩ ở đây chẩn đoán là viêm gan siêu vi B giai đoạn cuối. Biết chắc chắn rằng mạng sống của mình không thể vượt qua chứng bệnh quái ác này, nên cô về nhà uống thuốc nam, một lòng niệm Phật thẩn thiết, chờ giảng sanh. Bệnh ba hồi tăng, bốn hồi giảm, bụng phình to rất nhanh,
bao nhiêu y phục cũ không còn mặc được. Có lúc thì sọp lép, xẹp rất lè, như người bình thường. Đến ngày 20 tháng 12, bệnh kịch phát, bụng sưng rất to, môi chuyển sang màu tím, nằm thở, đổ nước hết còn chảy. Tình thế rất nguy ngập, sinh bệnh dường như cộng chỉ mình treo chuông. Dù cô không muốn đi chữa trị ở đâu hết, chỉ muốn ở nhà chuyên niệm Phật để theo Phật. Nhưng thân quyến nóng lòng, chủ động quyết định kêu xe chữ thập đỏ rồi khiến cô lên, đưa cô thẳng vào bệnh viện Chợ Rẫy. Nằm viện qua 10 ngày, sức khỏe tạm ổn bèn xuất viện. Rồi từ đó cứ 2 hoặc 4 tuần lễ tái khám một lần. Vài tháng sau, bệnh tái phát dữ dội, lại phải nhập viện đợt 2 là 13 ngày. Rồi cũng như vậy, bệnh khi tăng khi giảm. Lúc này ai bài chi uống nấy, đủ các loại thuốc Tây, Tào, Nam Bắc, lăng xăng. Uống để cho mọi người vui, chứ riêng bản thân cô cảm thấy quả thật là không cần thiết phải dùng đến mấy thứ này. Phần bệnh thì vẫn chẳng có gì lui sụp, sức khỏe cô cạn kiệt dần dần. Đến ngày 9 tháng Giêng năm 2013, bệnh biến chứng sang thận và phổi nên phải nhập viện đợt 3. Lượng dịch rút ra từ phổi tổng cộng là 8 lít. Thời gian nằm điều trị lần này qua 16 ngày thì xuất viện. Hơn một năm trời bệnh khổ, cô chuyên tâm niệm Phật cầu xin Tây Phương. Mặc dù ý của cô không muốn chữa trị, nhưng vì để cho người thân vui lòng nên miễn cưỡng tùy thuận. Cô buông bỏ vàng nguyên. Khách viếng thăm phần nhiều cô nhờ giao quyến tiếp hộ bên ngoài. Thỉnh thoảng các em thay phiên chăm sóc cho cô. Thường hay đem chuyện làm ăn, chuyện thị phi, chuyện phải quấy đến. Cô đều ngăn dứt, đặng yên tịnh để lo niệm Phật. Lúc ra viện lần cuối cùng, về nhà chưa bao lâu thì bệnh trở nặng. Gia đình bèn mời ban hộ niệm đến hộ niệm cho cô. Trải qua 3 hôm thì cô khỏe lại, vượt qua được cơn nguy hiểm. Thấy cô khỏe lại nhiều nên tạm ngưng trợ niệm. Nhưng từ đó sức khỏe của cô tụt dốc rất nhanh. Khoảng hơn 3 giờ chiều ngày 9 tháng 3, khi cô Út ngồi xoa bóp tay chân cho cô nói: "Em ráng cực khổ với chị 2 ngày nữa đi, 2 ngày nữa là chị theo Phật." Cô Út đùa chơi cho vui nên đề nghị: "Thôi, chị hãy ráng tới ngày đám giỗ của bà nội luôn đi, để chừng đó tụi em cúng chung với bà nội một lượt luôn cho gọn." "Chị chắc phải ra đi trước, chứ không chờ tới lễ giỗ của nội được đâu." Rồi sau đó cô dặn mọi chuyện lại với cô Út, đại khái là: "Các em ở lại ráng lo tu hành, nhất là lo chăm sóc cho cha. Đừng có cho cha làm lụng gì cả, để cho cha nghỉ ngơi. Rồi khuyên cha cố gắng cúng lại, chăm lo tưởng niệm Đức Phật A-di-đà. Cõi ta bà này là cõi tạm, toàn là khổ đau, đầy sầu thương tăng tốc. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc mới là quê hương chân thật của mình và an vui vĩnh viễn." Mình tin có cõi cực lạc, đồng thời mình niệm Phật và phải phát nguyện cầu sanh về bên đó thì mới được giảng sanh. Nếu em niệm Phật mà không phát nguyện giảng sanh khẩn thiết thì cũng không được giảng sanh đâu. Chị về với Phật A-di-đà rồi, phần của chị thì đã yên ổn. Các em còn ở lại cũng phải ráng cố gắng. 2 ngày kế trôi qua, mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Đến 5 giờ chiều ngày 11, hơi thở của cô bắt đầu yếu dần và dồn lên. Vì lúc ấy có bệnh nhân mới qua đời nên ban hộ niệm đã bận không tới được. Chỉ có thân quyến cùng đồng đạo khoảng 10 người vây quanh trợ niệm cho cô. Niệm đến 8 giờ 15 phút tối, cô nhẹ nhàng ra đi, đúng như cô đã báo ở 2 hôm trước, nhằm ngày 11 tháng 3 năm 2013. Cô hưởng dương 59 tuổi. Suốt mấy tháng cuối cùng, cô thường nằm nghiêng bên phải để dễ thở. Nhưng khi dứt hơi, cô tự nằm ngửa lại, tay chân tự duỗi thẳng ra ngay ngắn trang nghiêm. Cuộc hộ niệm vẫn tiếp tục thêm đến 8 giờ sáng ngày hôm sau mới nhập mạch. Thì thấy gương mặt cô hồng hào sáng đẹp, các khớp xương mềm nhũn, toàn thân lạnh duy chỉ có đỉnh đầu ấm nóng. Vào lúc 7 giờ tối của ngày tuần thất lần thứ 4, mọi người ngồi nơi bộ ngựa gần bàn vong ngửi được mùi thơm kỳ lạ xuất hiện
khoảng 20 phút. Sau cô mất, cô Năm Nợ thường thương nhớ đến cô, nhất là nhớ những kỷ niệm tươi đẹp như gấm thêu qua, thấm đượm thiết tha biết bao nỗi vui buồn da diết của thuở xa xưa trong thời gian 5 năm sống chung cùng Tố Bột Cốc và những kỷ niệm chứa chan tình nghĩa khi còn nằm ở bệnh viện ngoài Sài Gòn. Chúng đã khắc sâu trong tiềm thức, khó có thể mờ lu phai nhạt. Cô Hai Lè đã nhọc nhằn săn sóc cho mình, nào là giặt giũ, nào là cơm cháo, mọi thứ, từng tí từng ly. Và tuần lễ trôi qua, đêm nọ, cô Năm nằm mộng gặp lại cô. Cô nói với cô Năm rằng: "Chị Năm, em đã được về Phật rồi, em cho chị hay đang chị mừng." Sáng ra, bao nhiêu nỗi niềm buồn thương sầu nhớ đều tiêu tan sạch sẽ. Cô Năm định gọi điện thoại chia vui với người bạn tâm đầu ý hợp của mình là cô Bảy Phụng. Nhưng chưa kịp nhấn nút thì có cuộc điện thoại gọi đến. Khi mở máy thì nghe có tiếng nói rằng: "Chị Năm, hồi tối này á em nằm chiêm bao, em thấy cô Hai Lẹ về báo mộng cho em hay. Cô nói là cô được về với Phật rồi, nên em báo tin cho chị mừng." "Ủa, sao hồi tối chị cũng thấy nữa nè?" "Thấy y rang như vậy luôn. Chị tính điện qua bên bển cho em hay, mà chưa kịp thì em đã điện trước rồi." Thuật theo lời cô Trần Thị Liền, em ghé út của cô và cô đồng đạo Năm Nợ. Sau đây là mấy dòng chữ của cô ghi lại lúc còn xin tiền. Cuộc đời tôi gian nan phải chịu, rốn nhủi rốn chui cũng mãi tu hoài. Dù với người trên giường bệnh khổ đau, khi có người bệnh cần tôi chăm sóc, vào nằm viện cho đến khi hết bệnh, an ủi họ vì họ quá đáng thương. Lòng tôi vui phấn khởi khôn lường để chăm sóc những người nơi bệnh viện. Được bao năm giờ tôi lâm trọng bệnh, đồng đạo nuôi tôi nhớ ghi lòng. Các chị anh đến đây cầu nguyện, hộ niệm tôi suốt cả đêm dài. Cuộc đời phát tâm của tôi, ngày 15 tháng 7 năm 1972. Cuộc đời tôi giác ngộ đến nay, nghe lời thầy dạy, ta bà là cõi khổ, cực lạc là chốn an vui. Nên từ đáy lòng tôi đi tu, học hỏi nghe lời thầy dạy, hỏi mẹ cha tôi đi tu ở cốc. Được 5 năm rồi trở về nhà, lo cho cha mẹ cho đến ngày chung cuộc, để hăng hái trên đường về Phật. Tôi đã phát nguyện cầu giảng sanh về cõi nước của Đức A Di Đà. Dầu thân này tan xương nát thịt, tôi nguyện phải giữ đến nơi. Tín nguyện hạnh làm thuyền vững chắc, vượt trùng khơi trực chỉ Tây Phương. Giữ một lòng thẳng bước lên đường, an dưỡng quốc là quê hương xứ sở. Cõi cực lạc là niềm vui hớn hở, về đến nơi để học đạo hoàn toàn. Tôi nguyện tất cả chúng sanh đồng về cảnh giới an lành lạc bạc, chúc cho đồng đạo vững vàng tiến tu mãi mãi, đồng sang liên đại. Chuyện số 2. Trần Thị Thuận, thọ 61 tuổi. Bà Trần Thị Thuận sinh năm 1950, nguyên quán ở xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Song thân là cụ ông Trần Văn Câu và cụ bà Dương Thị Nhờ. Bà đứng thứ ba trong gia đình có 7 người con. Năm 17 tuổi, bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Lịnh, sanh 5 trai, 1 gái. Cư ngụ tại ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Phú, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang. Ông đi làm thuê nuôi sống gia đình, phần bà chỉ lo nội trợ. Tính tình bà hiền lành chất phác, ăn mặc đơn giản, chưa hề chân diện xe xua. Đối với thân thuộc và xóm giềng không mất lòng một ai. Mặc dù thất học nhưng giọng ngâm nga của bà rất tốt, nên thuở bé nhờ người dạy học thuộc lòng một số đoạn thi kệ, rồi thường theo các cô Trần Kim Lợi, Trần Kim Khâu đi khắp nơi diễn ngâm Phật Pháp. Bà đến giới Tam Bảo qua truyền thống tín ngưỡng của tổ tiên ông bà, nên bà đã ăn chay kỳ mỗi tháng 4 ngày, sớm chiều hai thời lễ bái ở độ tuổi còn ấu thơ. Bà ưa thích bố thí, mặc dù hoàn cảnh kinh tế gia đình quá ư khiêm nhường. Do thuộc lòng rất nhiều đoạn thi kệ mà bà thường ngâm nga
trong lúc thanh nhàn bâng khuâng, hay những khi ru con, ru cháu. Cũng nhờ đó bà đã giác ngộ nỗi khổ của kiếp người. Nên vào năm 2001, lúc 51 tuổi, bà phát tâm trường chay, quyết chí niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà, hầu vĩnh viễn chấm dứt dòng sanh tử luân hồi đầy tang thương dâu bể. Khi ấy, các con đều đã khôn lớn nên người. Con trai thì đi làm trốn xa, bà ở nhà trông nom hai đứa cháu nội và hướng dẫn chúng cùng cộng tu. 2 năm sau đó, ông cũng phát tâm trường chay và theo bản đạo làm công quả cho các cơ sở từ thiện, dài 3 tháng mới về thăm nhà một lần. Mỗi lần về, vừa gặp mặt là bà hay hỏi: "Đồng đạo dạo này tu hành ra sao rồi ông?" Hôm nọ nghe bà hỏi, ông đáp: "Cỡ này người ta tu dữ lắm bà ơi." "Tu dữ lắm là tu ra sao?" "Tu dữ là tu nhiều." "Tu nhiều là tu thế nào?" "Người ta tu nhiều là người ta tu 6 thời hoặc 8 thời. Mình tu 2-3 thời là ít hơn người ta lắm rồi." "Tu 6 thời là ra sao? 8 thời là thế nào?" Bà hỏi tới đây, ông giật mình biết mình hơi quá lời, nên ông trầm ngâm một tí rồi đề nghị: "Thôi bây giờ, ngoài 2 thời thường nhật ra, mình thêm thời trưa và thời khuya vào lúc 11 giờ nữa đi, bà ơi." Thế là từ đó về sau, bà hành trì công khóa đều đặn 4 thời mỗi ngày đêm. Cứ lễ Phật xong thì ngồi tịnh niệm khoảng 30 phút. Cho nên các bậc cổ đức thường khuyến tấn: "Từ người ráng trở thành tiên Phật, đừng từ người để rớt thú cầm. Kỳ thi của cả muôn năm, ráng leo lên chớ để trầm xuống luôn. Giống gặp lúc mưa tuôn gieo trúng, lạc có sao theo đúng được ra. Bỏ sao lạc mãi rừng già, bỏ mùa mưa tất giống nhà khô khan. Một niệm Phật muôn ngàn duyên đạo, một điều lành phước báo trăm thiên. Muốn cho chính phẩm mau thiền, ráng thường niệm Phật, ráng chuyên điều lành. Niệm Phật có lòng thành Phật độ, làm lành không vị ngã phước tăng. Cho nên có thể nói rằng, cũng thời niệm Phật kẻ thăng người trầm. Kiếp này ráng trần ai dứt khoát, cho ngày kia cởi hạt tiêu dao. 10 phương tự tiện ra vào, ta bà khổ chẳng điều nào trói trăng. Xưa tội mấy ăn năn sẽ hết, nay mê bao quyết diệt sẽ tiêu. Sớm ma nhân kế Phật chiều, người thành như vậy có nhiều từ xưa. Một đời giác muôn thân thoát khổ, nhất kiếp mê vạn thuở đeo sầu. Mê không riêng dọa mình đâu, mà còn lây tội người bâu quanh mình. Đã bao kiếp sống tình cảnh ấy, kiếp này nên hối cải cuộc đời, cho mình biển khổ khỏi rơi, cho người cũng khỏi hãm nơi thành sầu. Tu sớm được nghiệp mau tan được, chóng tới nơi nhờ bước đi nhanh. Mỗi ngày mỗi hẹp đường xanh, người mau tìm lối tu hành cho siêu. Đây còn nhớ lời kêu của Phật, trên đường đi trong giấc mộng vàng. Phật rằng kiếp sống thế gian như là khối tuyết dưới làn thái dương, rã là việc tuyết đương chịu lấy, chết là điều người phải đeo đai. Vô thường là kiếp trần ai, người mau tu để liên đài được lên. Chư Phật lúc chưa lên ngôi Phật cũng say mê vật chất như đời, nhưng nhờ quán chiếu tột nơi, bao nhiêu ô nhiễm trong người đều tan. Giác ngộ được vào hàng Phật được, mê si còn thì kiếp phàm còn. Kiếp phàm sống khổ sống mòn, vào hàng chư Phật được tồn tại luôn. Đời nhiễm quá khó buông nhất khắc, nhưng cố mài thì sắc nên kim. Tử thần chẳng để người im, con đường giải thoát phải tìm kiếm mau. Muốn nhanh ra khỏi trần lao, tâm cần chuyên nhất nương vào tịnh tông. Tin sâu nguyện thiết một lòng, hồng danh 6 chữ dạ không cách rời.
đóa sen tỏa chiếu rạng ngời, Tây phương Cực Lạc là nơi thanh nhàn, Phật chờ Phật đợi người sang. Năm 2006, có lần ông Từ Cơ Sở từ thiện về đến nhà, bà hỏi: "Dạo này đồng đạo tu ra sao rồi ông?" "Bây giờ người ta tu giỏi lắm, vợ chồng người ta cắt ái ly gia không có ngủ chung với nhau." Ông ký giỏi hỏi thầy: "Ở trần niệm Phật được không? Và đi đứng nằm ngồi mình niệm Phật được không bạch thầy?" Thầy trả lời: "Ở trần thì đi đứng nằm ngồi, thậm chí đi tiểu đi tiêu gì cũng niệm Phật được, mà có một chỗ niệm không được." Ông ký giỏi thưa: "Là chỗ nào bạch thầy?" Thầy đáp: "Khi vợ chồng ăn ngủ với nhau niệm không được." Ông ký giỏi từ đó giữ tịnh giới, chuyên niệm Phật như vậy, nên biết trước ngày giảng sanh 3 tháng lận đó. Bà liền hỏi: "Vậy thì bây giờ tôi với ông tính sao?" Ông nói: "Thôi, bây giờ mình noi theo gương ông ký giỏi luôn đi." Bà cùng ngoéo tay với ông. Từ đó, hai ông bà xem nhau như bạn đạo, luôn sách tấn dốc lòng niệm Phật. Quyết chí một đời giảng sanh Tây Phương, không còn nổi chìm nơi bể hồng trần đầy khổ đau này nữa. Mỗi ngày đến giờ công phu chiều và sớm, bà gọi hai đứa cháu nội cùng tu. Bà cũng thường nói với chúng: "Mình ráng tu để nữa Phật A-di-đà rước mình về Cực Lạc, vui dữ lắm, không có khổ như ở đây đâu." Khoảng một năm trước khi bà giảng sanh, có lần ông nửa đùa nửa thật nói với bà rằng: "Con của mình toàn là trai, con dâu thì nó không có nuôi mình rồi, còn một đứa con gái thì gả ở xa. Bây giờ bà ráng niệm Phật làm sao, nữa bà giảng sanh đừng có đau bệnh gì hết trơn hết trọi. Chứ tôi bận phải đi làm từ thiện hoài, tôi không lo chăm sóc cho bà được đâu nghe." Bà trả lời: "Ừ." Từ đó về sau, bà chăm chỉ niệm Phật không gián đoạn. Vì bà quanh năm suốt tháng ở nhà, nên có một số đồng tu hỏi ông: "Từ nào tới giờ chúng tôi chỉ biết anh, chứ chưa biết bà xã của anh. Bà xã của anh tu ra sao?" Ông đáp: "Thì bà cũng tu bình thường như mình vậy, cũng ăn chay, cúng lại như mình vậy đó." Vì nhiều người hỏi như thế, nên ngày 19 tháng 10, ông đề nghị với bà: "Hôm nay sẵn dịp lễ tuần thất anh rể của ông Sáu Màu, thôi bà đi với tôi một chuyến cho đồng đạo biết mặt bà, chứ từ nào tới giờ người ta chỉ biết tôi không thôi." Thế là ông chở bà và đứa cháu nội cùng đi dự đám cúng tuần. Gần 2 giờ chiều, khi về ngang qua thị trấn Dòng Riền, bà nhờ ông vào chợ mua một chục miếng đậu hũ trắng. Về tới nhà, bà ướp gia vị thêm bột rồi chiên giòn. Ông đi gần nghe thơm phức liền nói: "Hai bà cháu bữa nay làm món gì vậy? Cho tôi thử một miếng coi." Dùng xong, ông tấm tắc khen: "Chèn ơi, sao ngon quá mà từ nào tới giờ không thấy bà làm món này ăn vậy hả?" Bà đáp: "Mãi ở nhà không, đâu có đi chợ đâu mà mua về làm. Bữa nay làm cho ông cháu ăn một bữa." Kế đó, buổi cơm chiều được dọn lên. Khi dùng cơm rồi, bà đi tắm. Ông lúc ấy đang nằm nghỉ trên chiếc võng. Tắm xong, bà đến bên cạnh bảo: "Thôi, mấy ông cháu đi tắm sạch sẽ đi, đặng đi cúng." Ông thầm nghĩ trong bụng: "Sao hôm nay bà này khó quá ta? Mỗi khi đến giờ công phu thì bà chỉ nhắc thôi, chứ đâu có buộc mình phải đi tắm." Nhưng rồi ông cũng lặng lẽ nghe theo, cùng với đứa cháu nội đi tắm. Như thường lệ mỗi ngày, bà và hai cháu lễ Phật sám nguyện xong thì ngồi tịnh niệm. Bà ngồi giữa, hai đứa cháu ngồi hai bên. Ông lễ bái xong cũng ngồi xuống gần đó. Ngồi niệm Phật chưa bao lâu, đứa cháu lớn tên Trung 15 tuổi, thấy bà tư thế hơi nghiêng, khác với mọi khi, bèn cất tiếng hỏi: "Bà nội có niệm Phật không vậy bà nội?" Bà đáp: "Có, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật." Một lát sau, Trung cũng hỏi như trước: "Bà nội có niệm Phật không vậy bà nội?" Bà cũng đáp: "Có, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật."
Lần đáp thứ nhì, âm thanh nhỏ hơn lần đầu. Ông ngồi bên cạnh trong lòng thấy vô cùng lạ. Cả chục năm trôi qua, đâu có tình trạng lạ lùng như thế này. Nên ông liền xả chân ra, bước xuống, đi tới trước. Quan sát thấy bà đang chăm chú nhìn lên ngôi thờ Tam Bảo. Đôi mắt có vẻ khác thường, nên lên tiếng hỏi. Má thằng Hạnh, bà có niệm Phật không? Vì đứa con trai thứ hai của ông tên Hạnh. Bà mỉm cười đáp. Có, Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật. Rồi nhẹ trút hơi thở sau cùng. Lúc ấy, đúng 6 giờ chiều, ngày 19 tháng 10 năm 2011, bà thọ 61 tuổi. Hộ niệm đến 9 giờ sáng ngày hôm sau mới tiến hành nhập mạch và an táng. Khi làm lễ nhập mạch thì thấy các khớp xương đều mềm mại, gương mặt tươi cười. Đặc biệt lạ lùng là toàn thân không chỗ nào lạnh cả, mà ấm bình thường như người còn sống. Riêng đánh đầu rất nóng. Chư đồng tu ai cũng hoan hỷ tràn ngập niềm vui khi tiễn biệt một bản sen thực sự an nhàn siêu sanh về cõi Phật. Vào buổi sáng ngày bà mất, bà có đến nhà em chồng thứ năm để xin rau nhút về dùng. Bà nói với người cháu tên Phương rằng, tao ăn với mày bữa nay nữa thôi là tao nghỉ ăn rồi. Bác hai ăn bao nhiêu thì cứ việc đến hái đem về dùng, chớ con có nói gì đâu. Bà cũng vừa cười vừa lặp lại như lần trước, tao ăn với mày bữa nay nữa thôi là tao nghỉ ăn rồi. Cô Phương vẫn chẳng hiểu gì cả. Đến chừng bà mất, cô mới dở lẽ lời đó là lời bà trối trước với cô. Thuật theo lời kể của ông Nguyễn Văn Lịnh, chồng bà và cháu nội tên Trung.